Tân Phú, Sầm Uất, Khang Trang và Thanh Bình, quận Tân Phú của ngày hôm nay đã xứng với ước mong một thuở của cha ông, một vùng đất trù phú mới. Quận Tân Phú được thành lập từ tháng 11 năm 2003 trên cơ sở tách ra từ quận Tân Bình. Từ một khu vực vùng ven nghèo, đường xá chật hẹp, hạ tầng kém phát triển, chỉ một thời gian ngắn sau khi được quy hoạch nằm trong khu đô thị đa tâm của thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú đang có bước chuyển mình vượt bậc và lột xác ngoạn mục, từ hạ tầng giao thông đô thị cho đến đời sống dân sinh. Một số công trình giao thông nổi bật tại khu vực: tuyến metro số 6 Bà Vẹo Phú Lâm sẽ tạo nên con đường huyết mạch nối liền Tân Phú và các quận lân cận. Hiện đại và khang trang nổi bật là lũy bánh bích, tuyến đường có 4 làn xe. Đặc biệt, đây là một trong số ít trục đường tại thành phố Hồ Chí Minh được ngầm hóa toàn bộ lưới điện, tạo cảnh quan đẹp mắt cho khu vực. Hay đường kênh Tân Hóa ngày nay không chỉ là tuyến đường cửa ngõ phía tây nam thành phố mà còn trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng lý tưởng. Nhiều dịch vụ tiện ích cao cấp cũng đã có mặt để phục vụ kịp thời nhu cầu cải thiện chất lượng sống của người dân, như chuỗi siêu thị lớn Aeon Mall, Panora City, Co-op, Big C, các trung tâm mua sắm viễn thông, điện máy, ngân hàng, trung tâm giải trí Đầm Sen, trung tâm thể thao lớn, hệ thống giáo dục hoàn thiện và hệ thống trường Anh ngữ IOA Dương Minh, bệnh viện Tân Phú cùng hệ thống các phòng khám đa khoa. Chính vì thế, Tân Phú đang trở thành điểm đến của nhiều gia đình trẻ, tạo nên sự sôi động mạnh cho các sản phẩm bất động sản tập trung tại khu vực này, đáp ứng nhu cầu nâng tầm chất lượng sống của cư dân khu vực và các vùng lân cận. Nhu cầu sở hữu một tài sản có giá trị gia tăng không ngừng, Novaland giới thiệu dự án đầu tiên tại quận Tân Phú, Krista, khởi đầu cho sự giàu có. Trải dài hơn 250m mặt tiền đường Hòa Bình, dự án đã góp thêm cho quận Tân Phú một cộng đồng văn minh tiên tiến tại khu vực. Là một sản phẩm của Novaland, nhà phát triển bất động sản tốt nhất năm 2015, Krista sẽ là khu phức hợp đẳng cấp nổi bật trong khu vực. Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 53 đến 91m², giá từ 1,39 tỷ đồng, giao nhà hoàn thiện. Điểm nổi bật của Krista chính là hồ bơi tràn lớn 700m² và trung tâm thương mại với đầy đủ các loại hình kinh doanh, siêu thị, khu vui chơi giải trí trẻ em, cửa hàng tiện ích, phòng gym. Nhờ đó, cư dân Krista sẽ được trải nghiệm một phong cách sống mới, đẳng cấp mà khó có dự án nào tại khu vực sánh được. Krista, khởi đầu cho sự giàu có.